Dạ, Trần Việt xin mến chào quý vị. Trần Việt muốn hỏi rằng là quý vị biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay đó, rồi quý vị thấy trên bàn ảnh đó, hôm nay đó là ngày, mình thấy trên bàn ảnh đó là lễ độc lập khai sinh nước Việt Nam ngày 24 tháng 9 1945. Quý vị có đồng ý không ạ? Một cái câu mà nó láo toét như vậy, làm sao mà không biết quý vị trong nước, quý vị có thấy có đồng ý không? Làm sao mà lễ độc lập khai sinh nước Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 được, thưa quý vị? Trong khi đó, nước Việt Nam mình đã có trên 4.000 năm văn hiến. Và khi mà mình lấy cái tên nước đó là Việt Nam đó là có từ thời Vua Gia Long 1802, khi mà Vua Gia Long lên ngôi. Tên nước mình bắt đầu từ thời Gia Long là tên Việt Nam. Chứ không phải là làm sao mà vào ngày 2 tháng 9 1945 được. Mà ở đây đó, Trần Việt muốn nói rằng đó, làm sao gọi là lễ độc lập? Nước Việt Nam hiện tại đó đâu có bị được độc lập đâu. Nước Việt Nam hoàn toàn là không không có độc lập. Nếu mà độc lập đó thì Hoàng Sa của Việt Nam ở đâu? Thấy không? Còn đảo Gạc Ma ở ở Trường Sa ở đâu? Rồi quý vị thấy đây nè, đây là những cái hình ảnh như vậy có thể là độc lập được không, thưa quý vị? Hình ảnh một tên gọi là cùng là hai tên là tổng bí thư hết, một cái mà tên cao lớn bự con đó là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Tập Cận Bình, còn một cái đó là Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư của Đảng Việt Nam. Tập Cận Bình là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Trung Cộng của Trung Cộng á. Còn cái này là Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị thấy nó như thế nào? Cùng là ngang ngang nhau là tổng bí thư mà tại sao lại cái thằng tổng bí thư kia lại có thể nó đeo cái dòng xích chó lên cổ ông Nguyễn Phú Trọng vậy? Độc lập chỗ nào vậy hả ông Nguyễn Phú Trọng? Độc lập á thì Nguyễn Phú Trọng cũng phải treo cái dòng xích chó vô vô trong cổ Tập Cận Bình á. Bạn bè mà phải ngang nhau, phải không? Có qua có lại chứ, mà mình tự chịu làm một con chó ngoan ngoãn cho Tập Cận Bình, làm sao mà nói là đất nước độc lập được? Độc lập mà Hoàng Sa bị mất, độc lập mà đảo Gạc Ma bị mất, bị Trung Cộng nó chiếm, rồi nó bắn, nó giết bao nhiêu người Việt Nam để mà nó chiếm Hoàng Sa. Đảo Gạc Ma nó cũng giết bao nhiêu người. Rồi nó độc lập là chỗ nào? Mà nó đang chiếm đất của mình mà nó độc lập chỗ nào vậy? Ông Nguyễn Phú Trọng, trả lời giùm cho Trần Việt được không? Không. Lẽ dĩ nhiên là Nguyễn Phú Trọng không thể nào trả lời nổi rồi. Đây nè, độc lập mà như vậy đây nè. Độc lập mà khi mà Tập Cận Bình đó qua bên Việt Nam đó thì Nguyễn Phú Trọng cho các trẻ em Việt Nam gọi là mang cái lá cờ 6 ngôi sao. 6 ngôi sao nhé. Nó chẳng khác nào mà cái cờ của Trung Cộng đó, nó lại thêm một ngôi sao Việt Nam ở trong đó nữa. Quý vị thấy không? Và ngay cả đài truyền hình nha. Cái đài truyền hình đây nè, quý vị thấy nè, cái con chuột của Trần Việt nó chạy như thế này. Đây nè, cái lá cờ đây nè. Đây là sướng ngôn viên của đài truyền hình Việt Nam nha. Đây. Ngôi 6 ngôi sao đây, 5 cái ngôi sao đây, rồi cộng với một ngôi sao lớn nữa là 6 ngôi sao.
Các em nhỏ cũng vậy đây nè, 6 ngôi sao là 5 ngôi sao nhỏ cộng ngôi sao lớn. Độc lập kiểu gì kỳ vậy? Độc lập mà muốn trở thành một ngôi sao của Trung Cộng là như thế nào? Phải không quý vị? Đây là những hình ảnh nó đầy trên Internet ấy, không có tránh được đâu. Đâu có tránh được đâu. Đó là những hình ảnh sự thật ấy, mà làm sao mà nói là độc lập được. Mà nó vô lý, rất là vô lý ấy, là khai sinh ra nước Việt Nam. Nước Việt Nam mà làm sao mà khai sinh ra được? Thấy không? Nước Việt Nam nó có 4.000 năm rồi. Thấy không? Và nếu mà nó khai sinh ra cái tên nước Việt Nam á, khai sinh ra cái tên nước Việt Nam đó là của thời Vua Gia Long. Chứ không phải là thời mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Nếu mà nói đó là Hồ Chí Minh đó sản sinh ra gọi là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nó 8 chữ lần. Cái đó là tên nước mà Hồ Chí Minh đặt đó. Là Hồ Chí Minh đó là một tên gián điệp giặc Tàu, thì cái đó thì mình quá biết rồi. Mà Trần Việt đã nói trên diễn đàn này là biết bao nhiêu lần rồi. Nhiều cái, những cái bằng chứng cho thấy đây nè. Đó. Hồ Chí Minh mang cái lá cờ Phúc Kiến, thấy không? Về để làm cờ nước cho toàn dân Việt Nam lại chơi. Cái cờ Phúc Kiến là cờ của giặc Tàu, thấy không? Hồ Chí Minh gọi là đem cờ nước cho toàn dân phải thờ lại cái cờ Phúc Kiến. Rõ ràng như vậy đó. Đó. Mình nói hoài thôi, nó có mà. Đó, lá cờ Phúc Kiến đó, đó rõ ràng đó. Rồi Hồ Chí Minh đó là một tên gián điệp giặc Tàu. Tại vì Nguyễn Ái Quốc đã chết rồi. Đây là bằng chứng Nguyễn Ái Quốc đã chết ở nhà tù Hồng Kông năm 1933. Thấy không? Nguyễn Ái Quốc đã chết. Rồi làm gì mà Hồ Chí Minh tự nhiên có một người gọi là tự nhận là Hồ Chí Minh rồi cho mình là Nguyễn Ái Quốc. Hiểu không? Nguyễn Ái Quốc đã chết rồi, chết trong nhà tù Hồng Kông rồi. Chỉ có thằng gián điệp giặc Tàu nó làm cái Hồ Chí Minh thôi. Gián điệp giặc Tàu nó rất rõ ràng lắm, bằng chứng nó là người Tàu thì nó cầm viết như thế này đây. Hiểu không? Người Việt Nam đâu cầm viết kiểu này. Hiểu không? Nó là người Tàu. Rồi Nguyễn Ái Quốc thì có thắt cravat, Hồ Chí Minh chưa bao giờ thắt cravat. Đó. Nó bằng chứng rõ như vậy đó. Rồi Hồ Chí Minh thì chuyên môn là bận đồ bốn túi giống như Mao Trạch Đông thôi, giống như Chu Ân Lai thôi. Đấy. Đó. Hồ Chí Minh bận đồ Tàu như Mao Trạch Đông nè, như Chu Ân Lai thôi. Nó là thằng thằng giặc Tàu. Đấy không? Thành ra nó mới mang lá cờ Phúc Kiến để cho người Việt Nam thờ lại cái cờ Phúc Kiến. Để Việt Nam trở thành nô lệ của giặc Tàu thôi. Tại vì cả ngàn năm rồi nó muốn đô hộ Việt Nam. Nó muốn nước Việt Nam là phải làm nô lệ cho nó. Mà cả ngàn năm Việt Nam rất là anh hùng thoát được cái cảnh nô lệ giặc Tàu. Nhưng mà ngày hôm nay nó không thoát được. Nếu mà mấy cái thằng mà Cộng sản đó, Việt Cộng đó, mà vẫn còn cai trị đất nước đó, thì đất nước Việt Nam tiêu, bảo đảm là tiêu luôn. Bảo đảm là tiêu tùng ở trong tay của giặc Tàu. Thành ra bởi vì đó, cái tên mà gián điệp giặc Tàu mới chỉ thị cho Phạm Văn Đồng. Mày hãy ký công hàm bán nước đó. Công hàm bán nước rồi là giao Hoàng Sa, Trường Sa cho giặc Tàu. Công nhận cái bản đồ 12 hải lý của giặc Tàu. Công nhận cái bản đồ 12 hải lý của giặc Tàu, nhưng mà trong bản đồ đó nó có cả Hoàng Sa và Trường Sa. Quý anh chị em nên nhớ như vậy. Mà Phạm Văn Đồng đó, bộ mắt đuôi hay sao mà không thấy Hoàng Sa, Trường Sa nằm ở trong đó, mà ký công nhận cái công hàm 12 hải lý. Đúng không? Phạm Văn Đồng là thủ tướng Phạm Văn Đồng của Cộng sản đó. Của nhà nước mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó. Đúng không? Mà lúc đó Phạm Văn Đồng nó
Trước đó là đặt cái tên nước đó là Hồ Chí Minh lúc đó đặt tên nước là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Một cái thằng Tàu nó biết cái gì? Nó biết cái tiếng Việt như thế nào mà nó dám đặt tên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa? Một cái tên mà thừa thãi, một tên nước thừa thãi như vậy mà tại sao đặt được cũng hay? Cộng hòa nó đã là có dân chủ trong đó rồi. Cộng hòa đó cái nghĩa nó là republic, là của people đó. Republic của people, của dân đó. Của dân là dân chủ đó. Một cái thằng gián điệp giặc Tàu mà nó rất là ngu dốt, thành ra đặt cái tên nước gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sự thật đó, người ta đặt tên là Việt Nam Cộng Hòa là đủ rồi. Cái chữ Cộng Hòa là nó có cái tính chất dân chủ trong đó. Cộng hòa là dân chủ. Cái nước mà bất cứ cái quốc gia nào trên thế giới người ta cũng hiểu cái republic đó là dân chủ đó. Những quốc gia mà mang tên gọi là republic là dân chủ đó. Chỉ có cái thằng Việt Cộng là nó ngu dốt, nó đặt tên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sự thật là miền Nam Việt Nam người ta đặt đúng là Việt Nam là Cộng Hòa là đúng rồi đó. Thêm cái chữ dân chủ là tầm bậy, là lường gạt người dân, là không hiểu, là ngu dốt. Bởi vì sau này mới đổi tên là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Rồi bây giờ thì Trần Việt muốn nói đến cái vấn đề mà mình tiên đoán thôi nha. Mình chỉ đoán thôi là những cái sự việc gì mà nó sắp sửa xảy đến cho nước Việt Nam của mình. Là những điều mà nó quan trọng đó, nó xảy đến cho Việt Nam của mình. Là hôm nay đó Trần Việt nghe được cái video này là mình cảm thấy mình giật mình luôn á. Giật mình là tại sao? Đây quý vị, cho quý vị coi cái video Trong nha. đại lễ Vu Lan năm 2023, sáng nay tại chùa Kiến An Cung, phường 1, thành phố Sa Đéc, Hội Tương tế người Hoa thành phố Sa Đéc tổ chức trao tặng gạo cho bà con có hoàn cảnh khó khăn của phường 1, phường 2, phường 3 và phường 4. Trời ơi, ở xứ Sa Đéc. Sa Đéc là cái vùng mà đồng bằng sông Cửu Long. Người dân đó sống rất là sung túc mà ngày hôm nay lại bị là người dân phải khó khăn vì không có gạo ăn mà phải nhận 11 tấn gạo. Người dân Sa Đéc nhận 11 tấn gạo yểm trợ đó. Rồi làm sao? Cái đất nước mà, ngay cái chỗ vùng mà dư thừa lúa gạo bao nhiêu năm nay, dòng đồng bằng sông Cửu Long mà tại sao lại phải thiếu gạo như vậy, phải không? Bây giờ nè quý vị thấy, nè quý vị thấy những cái hình ảnh này đó, và ở YouTube mà ở Sài Gòn hôm nay đó nó nói như thế nào: không để ai bị đói dù gia đình nghèo khổ bệnh tật đó. Nó đưa ra những cái clip như vậy đó làm mình biết rồi, rồi mình tiên đoán rằng là sẽ bị đói ở Việt Nam trong những ngày sắp tới, hoặc đang bị đói đó. Ngay cả Sài Gòn cũng bị đói luôn. Thành ra nó đề chữ là không để ai bị đói dù gia đình nghèo khổ bệnh tật, là ý nó nói đó là tất cả những gia đình nghèo khổ đó, bệnh tật đó, là nó không cho đói đâu. Còn mấy cái người mà không có nghèo khổ bệnh tật đó là phải đói hết. Một cái ngôn ngữ Việt Nam mà nó nói như vậy á, là nó phân biệt người này phải phải hơn người kia. Người bệnh tật á, là không được đói. Còn mấy cái người mà lành lặn á, thì cho đói hết. Trời đất ơi, cái đất nước gì mà phân biệt cái kiểu gì kỳ cục vậy? Rồi, bây giờ mình nói tiếp nữa.
Đây nè, nếu mà nói là Việt Nam không đói đó, tại sao có cái biến tướng rồi là tục cúng cô hồn, hàng trăm người dân đẩy sập công ty, giật 300.000 tiền mặt và 5 kg gạo. Trời đất ơi, 5 kg gạo nó là nghĩa lý gì? 300.000 tiền mặt có 12 đô à. Trời ơi, 12 đô la mà nghĩa gì đi? Trong khi người ta lương người ta là mấy chục ngàn đô la một năm, 12 đô la là nghĩa lý gì? Cả thế giới người ta lương người ta cũng mấy chục ngàn một năm không à, chỉ có thằng Việt Cộng là 3-4 ngàn một năm thôi. Tại sao đất nước Việt Nam phải nghèo đói như vậy mà để bây giờ phải giật sập mấy cái cổng này nữa? Người dân phải đông đảo đi nhận gọi là 5 kg gạo rồi 300.000 tiền mặt. Không phải đói chứ là cái gì nữa? Đói đó quý anh chị em ơi. Cái chuyện này không phải là chuyện chuyện bình thường đâu nha. Việt Nam đang trong cơn khủng hoảng là bị đói. Bị đói là do sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bị cai trị bởi bởi cái đảng mà ngu dốt đó. Mà cái đảng nó tham nhũng từ trên xuống dưới hết. Từ thằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thằng Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng có khi nào mà người ta hỏi nó rằng là tại sao nó nhận hai cái căn nhà Siputra, hai cái căn nhà Siputra đó của cái công ty mà Indonesia để mà làm những cái nhà nó như vậy, để mà khỏi phải đóng thuế nhiều. Và Nguyễn Phú Trọng được hai căn nhà của Indonesia, của cái công ty mà xây dựng đó. Đó, quý vị trong nước quý vị hỏi đi. Thắc mắc có thắc mắc là tại sao có căn nhà mà hai căn nhà Sipura của Nguyễn Phú Trọng lấy không? Bởi vì thằng Nguyễn Phú Trọng là một cái thằng tham nhũng nhất. Mà cái ghê gớm nhất là tham nhũng quyền lực đó. Tham nhũng quyền lực nó ghê gớm hơn tham nhũng tiền bạc nhiều, tham nhũng nhà cửa cũng nhiều. Nó cao hơn nữa. Cái quyền lực nó ghê gớm lắm. Nó tham nhũng quyền lực tại vì đó người ta biết được rằng là Tổng Bí thư mà làm chỉ được 2 nhiệm kỳ thôi. Chỉ có Nguyễn Phú Trọng nó đạp luôn cái điều lệ đảng. Cái điều lệ đảng rồi nó làm thêm cái nhiệm kỳ thứ ba. Nè, để Trần Việt cho quý vị thấy nha. Mình đã làm rồi nhưng bây giờ mình làm lại thôi. Mình làm lại. Mình cho quý vị thấy để coi ha, để coi nhiều khi đó mình làm không đúng à. Đó, thấy không? Không đúng rồi, thấy không? Đây nè, cũng không đúng luôn. Kỳ bị trở ngại rồi. Trời. Thôi, bây giờ mình nói qua cái câu chuyện khác đi. Bởi vì mình làm cái này cũng khó chứ không phải là không. Biến tướng tục cúng cô hồn, hàng trăm người dân đẩy sập cổng công ty, giật 300.000 tiền mặt và 5 kg gạo. Đó, thấy không? Đó là những cái tin tức ở trong nước đó. Người dân đẩy sập cái hàng rào của công ty luôn để mà giành giật 300.000 tiền mặt, 12 đô la và 5 kg gạo. Thử hỏi cái đất nước mình có đang bị đói không? Vài ngày nữa thì mình sẽ biết được. Rồi là thành phố Sa Đéc là phải nhận 11 tấn gạo đó. Trời ơi, thành phố Sa Đéc mà làm sao mà nơi mà giàu có dễ sợ mà bây giờ miền Tây đồng bằng sông Cửu Long mà đâu phải là đùa đâu. Mà bây giờ phải phải đói. Thế mấy anh
mấy anh cai trị cái đất nước gì kỳ vậy? Hiểu không? Mấy mà đồng bào hải ngoại gửi biết bao nhiêu tiền về nước nữa. Một năm 18 tỷ đô la. 10 năm 18 tỷ đô la làm sao mà đồng bào trong nước mà đổi được. 18 tỷ đó là 18 ngàn triệu đô la. 18 tỷ nó lớn lắm, con số nó lớn lắm. Mà làm sao mà đồng bào trong nước đổi được. Mà ngày hôm nay với cái sự mà trợ giúp của đồng bào hải ngoại như vậy mà vẫn bị đổi làm sao? Là các anh quá tham nhũng đi. Các anh ăn từ trên xuống dưới. Đâu có thằng đảng viên nào mà trong sạch đâu. 5,2 triệu đảng viên không có thằng nào trong sạch hết. Thành ra người dân mới đói như vậy. Các anh ăn quá mạng luôn. Rồi cướp nhà, cướp đất của người dân nữa. Cái chuyện nó xảy ra như cơm bữa, như mỗi ngày thôi. Làm sao mà không nói được. Mình tức, mình phải lên mình nói chứ. Các anh mà coi mình thấy nó kỳ cục á, nói là độc lập chỗ nào, 78 năm nay độc lập chỗ nào, không có độc lập gì hết á, toàn là phải lệ thuộc nhà thằng Tàu thôi. Cái đeo cái cổ này đó đâu có khác gì mà con khỉ Tề Thiên mà nó nhận cái dòng kim cô của Tam Tạng đâu, Phật Bà gì đó. Cái dòng kim cô đó mỗi lần mà tin Tam Tạng mà tụng đó là cái dòng kim cô nó xiết vào cái đầu của con khỉ, đúng không, con khỉ Tôn Ngộ Không á. Thì bây giờ đó Nguyễn Phú Trọng cũng vậy đó, đúng không. Nguyễn Phú Trọng đeo cái dòng dòng vô ngay cổ là giống như là nó giống như cái dòng xích chó đó, nó dẫn đi đâu thì phải đi đó thôi, đâu có khác gì đâu. Mình đâu có chấp nhận được như vậy. Mình giả sử mình đóng vai trò tổng bí thư đi, mình không bao giờ mình chấp nhận cái dòng này hết, phải có qua có lại. Nói nè, tổng bí thư chủ tịch nước Tập Cận Bình trao huân chương hữu nghị tặng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vậy rồi hữu nghị là có sự qua lại mới gọi là hữu nghị, là có đi phải có lại. Mày treo cái cổ dòng cổ tao thì tao phải treo cái dòng cổ lên đầu mày, nó có qua có lại mới gọi là hữu nghị chứ. Còn cái này là bang giao giữa một nước gọi là có thể là một nước là độc lập, đây là cái thằng Tập Cận Bình đây, giữa một cái nước là nô lệ, nước là nô lệ cho Tập Cận Bình, đúng không? Nguyễn Phú Trọng ơi, mày ngu gì vừa, làm sao mày chấp nhận được. Mày chấp nhận cái dòng này đó, cái dòng vàng này không biết bao nhiêu, nhưng mà mày chấp nhận cái dòng vàng này là mày đang nô lệ cho thằng giặc Tàu, biết không? Nguyễn Phú Trọng, danh dự của mày để ở đâu? Mày nói mày sống là phải có danh dự được. Thường thường mày nói hay nói điều đó lắm mà tại sao mày chấp nhận làm con chó ngoan ngoãn cho Tập Cận Bình vậy? Người dân nói mày là con chó ngoan ngoãn của Tập Cận Bình đó, mày trả lời được không? Đúng không? Nếu mà hữu nghị là phải có qua có lại chứ, đâu có cái mà một chiều như thế này. Trả lời không được rồi phải không? Rồi, bây giờ mình muốn chuyển sang cái đề tài mới đi. Là khi mình nghe đó cái người tù nhân lương tâm Trần Quỳnh Duy Thức, là mình thấy mình rất là căm phẫn đó. Tại vì đó ở trong tù người ta, anh Trần Quỳnh Duy Thức anh báo ra đó là anh đang bị gọi là cũng như là chèn ép á, bị người ta hăm dọa, đe dọa đến tính mạng. Alo chị đây. Em đây chị Tư. À, nghe rõ chưa? Ổn chưa? Rồi, chị nghe rõ. Rồi nghe đây nha. Rồi. Chị ghi cho em cái tên là Phạm Văn Lý. Rồi rồi. Thượng úy.
Dạ, số hiệu là 559 gạch ngang 846. Đó, thượng úy cộng sản đó. Rồi, Nguyễn Văn Hiệu, số hiệu là 569 gạch ngang 921. Rồi. Nguyễn Văn Hiệu. Rồi, nghe em nói kỹ nè, thứ ba tuần sau gia đình ra thăm em. Rồi. Và đi kêu Tân, anh Tôn, chị Sáu và kêu cả những luật sư nào mạnh mẽ, càng nhiều càng tốt. Và thứ ba tuần sau nhớ nha. Rồi. Ở đây đã xảy ra những sự việc rất nghiêm trọng và đang đe dọa rất là ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản rồi. Cho nên là ở đây là tụi em. Rồi được rồi, được rồi. Đó, đó. Đó, nó chặn lại, nó không cho muốn nói chuyện nữa đó. Trong khi người ta được tới 10 phút nữa. Đó, hai giọng của Phạm Văn Luyến và Nguyễn Văn Hiệu đó nha. Rồi rồi, chị đang nghe. Rồi được rồi. Được rồi, chị hiểu em nói rồi, rồi việc rồi. Nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng lắm. Rồi chị em nói như vậy đó. Ừ. Rồi, xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước nha. Rồi nghe đây, em nhận thư 86 của anh Tư cùng tất cả mọi báo. Đó, cho quý vị nghe như vậy đó, chính họ là anh Trần Quần Di Thức đó, là ở trong tù mà có thể gọi về gia đình, cái đó thì mình hiểu được, thấy không? Cho mỗi tháng hay là gì đó, gọi được vài phút đồng hồ cho gia đình. Mà bây giờ anh báo cáo gia đình là như vậy đó, là quý vị thấy đó, tình trạng rất là nghiêm trọng do cái tánh mạng của anh Trần Quần Di Thức. Mà anh Trần Quần Di Thức này đó, anh đã bị giam 13 năm tù rồi. Quý vị thấy một người yêu nước như thế này mà bị giam 13 năm tù. Mà anh này anh giỏi lắm đó. Anh giỏi là anh người bắt đầu từ thành lập những công ty computer, rồi cái lo vấn đề communication á. Mà rốt cuộc bây giờ anh phải đợi ở trong tù 13 năm. Mà nó đòi giam ảnh là tổng cộng 16 năm. Nhưng mà khổ một cái là cái tội của ảnh là lật đổ chính quyền nhân dân. Đại khái là cái tội như vậy. Nhưng mà sau này cái tội đó đó, nó đã giảm án xuống rồi, nó không còn là 20 năm nữa. Bây giờ nó giảm án nó xuống rồi là theo lẽ đó, cái luật nó sửa đổi, cái cộng sản nó sửa đổi luật triền miên luôn. Mà cái này là cái ảnh phạm tội trước kia. Mà bây giờ đó, theo cái luật mới á, thì ảnh sẽ ra tù cách đây 3 năm là ảnh đã ra tù rồi, ảnh 10 năm là đủ rồi. Mà bây giờ đó, nó dẫn ảnh lên làm đơn, ảnh khiếu nại, rồi là bắt nó phải thả chứ, tại vì đó, theo cái luật mới đó, là nó phải thả anh Trần Quỳnh Dĩ Thức. Tại Trần Quỳnh Dĩ Thức đã đóng đủ năm rồi. Mà nó không thả mà nó vẫn tiếp tục nó giữ cho đến 16 năm là ảnh phải ra tù vào năm 2026. Thấy không? Một cái chế độ rất là mang rợ. Nó phải áp dụng cái luật mới chứ. Vậy mà nó đẻ ra luật mới nó làm gì? Khi mà nó áp dụng luật mới á, thì nó phải thả cái anh Trần Quần Di Thức. Mày đã làm sai luật rồi mày sửa tới sửa lui thì mày phải thả người ta. Không? Chứ anh Trần Quỳnh Di Thức không có xin nghe. Trần Quỳnh Di Thức chỉ gọi là phản biện thôi. Là theo luật mới đó, mày phải thả tôi. Chúng mày phải thả anh Trần Quỳnh Di Thức. Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Sau 13 năm tù, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức vẫn đau đáu về hiện tình đất nước. Thấy không? 13 năm tù đó. Trần Việt nói là phải cho cái chứng cớ như vậy. Rồi bây giờ đến chị Phạm Đoan Trang. Đây là chị Phạm Đoan Trang đây. Quý vị anh chị em thấy đó. Chị cũng bị tù đó. Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, người từng được các tổ chức quốc tế vinh danh vì hoạt động của suy quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam, bị nhà chức trách Việt Nam bắt giữ về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Thông cáo đăng trên cổng thông tin.
của Bộ Công an Việt Nam ngày 7 tháng 10 cho biết, bà Trang, 42 tuổi, đã bị bắt tạm giam ở thành phố Hồ Chí Minh và nơi ở của bà bị khám xét khẩn cấp. Thông cáo nói thêm, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bà về cáo buộc tuyên truyền. Tại điều 88 Bộ luật hình sự, tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm. Mấy cái này là bố láo đó. Quý anh chị thấy làm sao mà nói người ta tuyên truyền được? Người ta tuyên truyền chống là cái điều đó là đương nhiên trong xã hội có cái quyền tự do ngôn luận. Tất cả những điều này nó đều đi ngược đến cái quyền tự do ngôn luận hết. Trong khi hiến pháp á, điều 25 là có quyền tự do ngôn luận. Không bao giờ có thể bắt người ta về cái tội tuyên truyền hết á. Làm sao mà tuyên truyền, tại sao nó không nghĩ rằng là người ta có quyền người ta chống. Người ta có quyền người ta chống. Nhà nước làm sai thì người ta chống. Giống như bên Mỹ của bà Rosa Parks á. Người ta thấy nhà nước làm sai là nhà nước đưa ra cái luật gọi là không có cho người Mỹ đen gọi là ngồi trên ghế trên xe bus. Thế là người ta chống. Khi mà nhà nước sai luật thì người ta chống. Và chính cái bà Rosa Parks đã trở thành người anh hùng của nước Mỹ. Thấy không? Tại sao không nghĩ rằng là bà Đoan Trang đã bà chống cái điều luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Thấy không? Người ta đâu có tội gì đâu mà phải bắt người ta mấy năm tù như vậy. Bắt người ta hình như bà cũng bị cả chục năm tù á. Một chế độ rất là man rợ mà... Và làm tàn trữ phát tán hoặc... Mà bỏ tù một người phụ nữ như vậy. Nhà nước. Là một nhà tranh đấu nổi bật, bà Trang đã viết một số cuốn cẩm nang thu hút nhiều sự quan tâm như Chính trị bình dân. Thấy không? Bà là người viết sách Chính trị bình dân và cẩm nang nuôi tù. Cẩm nang đi tù là bà từng ở tù biết bao nhiêu năm rồi. Thành ra bà có kinh nghiệm mà cẩm nang đi tù. Đúng không? Mà tại sao lại mang rợ như vậy? Nhà nước rất quá là mang rợ luôn. Mà bây giờ đó, bây giờ cái tin mà mới nhất thì nó cũng là một cái tin vui. Không? Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Liệu nhân quyền ở Việt Nam có được cải thiện qua chuyến thăm của Tổng thống Biden? Lẽ dĩ nhiên là không đâu. Nó chỉ là thả. Nó phải thả bà Đoan Trang. Nó thả bà Đoan Trang nhưng mà sau đó đó là chính phủ Mỹ về nước rồi đó là nó bắt thêm thả một người, có thể nó bắt 4-5 người đó. Chứ nó không phải là cái... Nó là cái phường lưu manh. Hồi nào tới giờ là vậy. Ngày 30 tháng 8, báo Đất Việt có bài Phạm Đoan Trang được cho đi Mỹ làm quà cho chuyến thăm của Biden của luật sư Lê Quốc Quân. Luật sư cho biết, kể từ những năm 1990, trong các cuộc đàm phán về quan hệ Việt-Mỹ, vấn đề nhân quyền luôn được nhắc tới. Thông thường, trước khi có một sự kiện hợp tác lớn hoặc chuyến thăm của... Quý vị thấy đó, ở ngoài này đó là khi mà thấy cô Phạm Đoan Trang được ra tù nữa nha, là ở ngoài này đó, khi mà cô Phạm Đoan Trang đã qua bên Mỹ đó, nó đánh Phạm Đoan Trang là tơi tả luôn, nó chụp mũ liền ngay lập tức. Mẹ Phạm Đoan Trang là một người gọi là cộng sản nằm vùng đó, nó là vậy. Bên hải ngoại là bảo đảm. Tại vì nó có cái, những cái tên mà nó rất là cuồng tín, phải không? Mình không biết nó là ai, nhưng mà nó cứ nói không có một người nào mà qua bên, được thả qua bên đó đó mà gọi là không làm việc cho cộng sản hết đó. Đó, nó có những cái người nó chủ trương như vậy. Thấy không? Mà nó cũng, mình nghĩ nó cũng đúng chứ không phải là sai. Tại vì đối với thế giới cộng sản mà, nó, mình hiểu rõ cái bản chất của nó là rất là độc ác. Tại vì đó, nó không bao giờ mà nó tha thứ cho những người mà đấu tranh chống nó. Mà
mà nó thả ra đó là phải nằm vùng cho nó. Thành ra mấy cái người đó, nó họ cũng có phần đúng chứ không phải là sai. Họ nói là họ hiểu cái bản chất của cộng sản, và mình cũng hiểu cái bản chất của cộng sản, ai cũng hiểu hết đó. Nhưng mà mình phải nghi ngờ thôi, chứ mình không thể nào mà mình chụp mũ người ta. Cái chụp mũ là cái mồi rợ. Mình biết người ta là cái gì mà mình gọi là người ta là nằm vùng cộng sản. Nó tố cáo thẳng thừng luôn. Tất cả những người nào mà được thả ra qua bên Mỹ đều bị chụp mũ là nằm vùng cộng sản ấy. Nó làm cho người ta thối chí. Nó làm cho những người tù nhân đó cảm thấy mẹ mình đã chống cộng sản, bỏ cả sinh mạng của mình, bây giờ mình được qua đây rồi nó lại chụp mũ mình cộng sản nằm vùng nữa. Làm kể như là người ta không có đấu tranh được. Mà nó chụp mũ kiểu đó mà ở bên ngoài thì nó có tự do. Nó có tự do, thành ra nó muốn nói gì nó nói. Thành ra nó mình phải cẩn thận, mà mình biết chắc chắn nha. Chị Đoan Trang ra hải ngoại là bị đánh tơi tả. Hả? Mà nó cứ chụp mũ mà nó chống cộng dữ dằn lắm nha. Trời ơi, những cái clip đó mà nó nói chống cộng dữ dằn lắm, mà trong cái chống cộng dữ dằn đó đó, nó đánh luôn cả chị Đoan Trang. Mình tiên đoán thôi, nhưng mà quý vị sẽ biết nó sẽ đánh luôn cô Phạm Đoan Trang này. Tại vì mình thấy quá nhiều rồi. Quá nhiều rồi, từ Nguyễn Văn Đài, những cái người nào mà được thả ra đó là Việt Khang cũng tiêu. Thấy không? Nguyễn Văn Đài cũng tiêu rồi, ai nữa? Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng tiêu. Nhưng mà sự thật là cái bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đánh cũng đúng chứ không phải là sai. Tại vì ông bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lại là đập ông Tổng thống Trump, mà Tổng thống Trump là một tổng thống rất là chống cộng. Thành ra đó, nó là người ta nói đó là Việt Cộng nằm vùng cũng không có sai luôn. Nó có những trường hợp như vậy đó. Nhưng mà mình thấy nhiều trường hợp thì mình chỉ lên tiếng, mình ghi nhận cái những sự kiện thôi. Những sự kiện là nó đã xảy ra hải ngoại như vậy. Của các lãnh đạo cấp cao phía Việt Nam đều thả một vài tù nhân lương tâm để coi như là một món quà nhỏ. Tuy nhiên, thông lệ đó gần đây không còn được lặp lại một cách xứng đáng. Và đây là hình bài. Anh bắt người ta, rồi anh thả người ta để mà trao đổi. Trao đổi cái quan hệ ngoại giao như thế nào đó. Là những cái việc làm rồi là thô bỉ. Những việc làm của mấy cái tên mà ma đầu giáo chủ, mà những cái tên mà tội ác, bắt người Việt Nam để mà làm con tin. Em không thể em bắt người ta làm con tin như vậy được, trong khi người ta không có tội gì hết. Người ta làm sao mà người ta có quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp ghi công nhận mà. Làm sao mà bắt người ta tù tội về cái tội mà tuyên truyền được. Hiến pháp cho phép người ta quyền tự do ngôn luận. Anh không thể nào bắt người ta được. Rồi anh đè bẹp người ta bằng cái điều 331. Cái điều 331 là cái điều mổ rợ vô cùng luôn á. Tại vì điều 331 nó khẳng định là không có được gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ nha. Để mà chống đối nhà nước xã hội chủ nghĩa và các tổ chức và các cá nhân. Là không, anh không có được lợi dụng quyền tự do dân chủ. Trong khi hiến pháp đó, nó cho người ta quyền, quyền gọi là tự do ngôn luận, và tự do biểu tình, và tự do lập hội. Hiến pháp điều 25 nó khẳng định như vậy. Nhưng mà nó ra cái điều luật gọi là trái cẩn ngỏng, gọi là gì, điều luật rất là mâu thuẫn. Thành ra Trần Việt nói là mày đã đẻ ra cái điều luật 331 là điều luật con. Rồi mày cho điều luật con đó nó hãm hiếp điều luật mẹ. Nó hãm hiếp điều luật mẹ.
nó là luật con mà nó hãm hiếp được, mà làm những cái thằng cộng sản này là nó hành xử rất là loạn luân về luật pháp, loạn luân về luật pháp. Chuẩn bị nha, theo mình tiên đoán đó, đồng bào trong nước hãy chuẩn bị. Clip này nó quan trọng để mà nó nói cho đồng bào trong nước là phải chuẩn bị. Cái đói nó sẽ xảy đến đó. Mình nhìn thấy rồi đó. Mình nhìn thấy cái đói nó đang xảy đến. Tại vì nơi cái vùng đồng bằng Sa Đéc phì nhiêu như thế nào mà bây giờ phải nhận 11 tấn gạo trợ trợ cứu trợ đói đó. Cứu đói đó. Rồi ngoài ra rồi người ta phải giành giật nhau từng món quà, một cái gói cơm, một cái gói cơm mà Trần Việt thấy người ta giành giật với nhau, từng từng một cái nắm xôi, từng cái gói cơm mà được mà người ta trợ giúp đó. Người ta mang đến trợ giúp đó là người ta mang có 300 phần quà thôi, mà mỗi phần quà đó thì nó bằng cái nắm tay thôi. Rốt cuộc chạy chạy ra đó là trong tích tắc là hết. Tại vì người đói nó đông quá. Thành ra mình liên tưởng đến cái cộng sản đó, nó không có làm gì đẹp cho đất nước hết đó. Tất cả những chế độ cộng sản đều vậy hết đó. Tại vì nó quá tham nhũng. Mà nó quá tham nhũng thì nó làm nghèo đất nước thôi. Đến nỗi mà cán bộ của cộng sản, mà công an của cộng sản mà còn đi bắn dê của dân nữa, mà bắn chết 3 con dê để mà ăn thịt, mà nó đói như vậy đó. Trời đất ơi, nó đâu có thấy nhục nhã gì đâu. Nó đại diện cho pháp luật, nó đại diện cho bộ áo của công an, mà nó đi ăn cắp dê của người ta, nó đi bắn chết dê của người ta. Nó nhục nhã tới cỡ nào không mà nó vẫn còn làm được nữa. Vì thì quý vị nghĩ thôi, cái chế độ nó tàn độc với người dân như thế nào. Còn tất cả những người yêu nước thì nó bắt tù hết á. Những người yêu nước nó bắt tù hết á mới tức. Ở đây đó mình muốn nói thêm về cái vấn đề mà cúng cô hồn nè. Trời đất ơi, những cái điều này mình chống đối vô cùng nữa nghe. Tại sao phải cúng cô hồn? Có tiền á thì cúng cho người dân đói đói khổ đó. Có tiền cúng cho người dân đói khổ chứ cúng cô hồn nào mà ăn. Mà để cho giành giật như vậy thì nó đâu còn cái nghĩa của bố thí, của từ thiện nữa. Nó đâu có nghĩa gì đâu. Mình bố thí mà mình làm cho người ta giành giật như vậy là mình bố thí cái gì? Mình chỉ là gây thêm tội ác thôi. Những người mà cúng cô hồn này là những người gây tội ác. Mình không thể nào mà chấp nhận được hết á. Rồi những người mà gọi là phóng sanh cũng vậy nữa. Phóng sanh cũng là những người gây ra tội ác á. Đây là phóng sanh đây nè. Khi mà mình phóng sanh á, sự thật mình phóng sanh là mình là làm việc tốt với điều kiện là khi mình thấy cái vật đó nó đang bị bắt, mình thấy tội nghiệp, mình bỏ tiền mình mua rồi mình thả liền. Không phải là mình mua rồi mình đem về chùa. Mình đem vào chùa là một cái tội ác. Tại vì biết đâu con vật nó đến chùa là nó chết rồi. Nó đang bị bắt ở trong lòng mà. Mình thả khi mà mình mua, mình thả ngay. Con chim cũng vậy. Mình mua, mình bỏ tiền ra, mình thả cho chim bay liền. Không cần phải. Mình nên nhớ mình làm từ thiện. Không có để tai mặt, biết tai trái làm từ thiện.
Bàn tay mình có hai bàn tay, mà bàn tay mặt đừng có để bàn tay trái biết mình làm từ thiện. Mình nên nhớ như vậy mới là đúng nghĩa của từ thiện là như vậy. Đúng nghĩa của từ thiện là bàn tay mặt làm, bàn tay trái không có được biết. Thành ra khi mình thấy, ừ, con chim đó nó tội nghiệp quá, nó trong cái lòng đó, mình bỏ tiền ra, mình thả cho nó bay liền. Mình không cần phải mang đến chùa để mà màu mè, để mà dạy người ta cách phóng sinh. Ở đây nó toàn là dạy cách phóng sinh, nên bố thí như cách nào, mình chưa có đọc, mình thấy nghe là mình không đồng ý. Mình không đồng ý cách phóng sinh như vậy. Cách phóng sinh nó rất là đơn giản. Mình thấy con chim nó bị bắt trong chuồng, mình bỏ tiền ra, mình mở cái đồng ra cho con chim nó bay liền. Thì cái đó là mới là những người tốt đó. Còn những người mà mua chim đem về chùa là những người tội ác. Nó là những người tội ác. Anh không thể nào mà anh phóng sinh mà anh khoe khoang được. Anh khoe khoang rồi anh càng tạo nghiệp thêm. Thành ra đâu có thể gọi là phóng sinh là việc thiện đâu. Phóng sinh mà không biết làm là tạo tạo cái nghiệp ác cho mình đó. Sự thật nó là vậy đó. Dạ. Thôi Trần Việt xin mến chào quý anh chị em nha. Mình Trần Việt nghĩ là cũng đã đủ rồi.